Vâng, và đây mình muốn giới thiệu tới anh em đó là chiếc bàn nâng hạ iCockpit. Giá bao nhiêu anh em? Chỉ khoảng 5 củ thôi là anh em đã có cái bàn này. Vâng, chào anh em, hôm nay mình sẽ review tới anh em một chiếc bàn nâng hạ giá rẻ mà chất lượng tốt nha anh em. Đấy, ngon bổ rẻ. Đây, như anh đã biết thì mình đã review cái bàn nâng hạ này rồi. Nhưng mà giá của nó hơi chát, khoảng 10 triệu. Con này thì quá là ngon rồi anh em. Nâng hạ nhanh này, chắc chắn anh em đều biết những cái lợi ích của bàn nâng hạ đem lại cho chúng ta rồi. Chúng ta sẽ đứng làm việc. Anh em mà dân văn phòng thì ngồi nhiều, rất là nhiều bệnh luôn. Đó, nên mình khuyên anh em là bây giờ 2024 rồi, chúng ta nên sắm bàn nâng hạ để đứng làm việc. Khi nào mỏi chân thì chúng ta lại ngồi làm thôi. Ưu điểm của con này thì nâng hạ cực kỳ nhanh và chắc chắn, nhưng mà cũng có một vài nhược điểm. Sau một thời gian dùng ấy thì mình thấy cái bàn này nó vẫn còn hơi chật so với nhu cầu của mình. Kích thước của nó là 1m4 x 70, nên đối với mình bây giờ nó là hơi chật. Trên bàn của mình cũng khá là nhiều đồ. Nếu mà anh em dùng một màn hình thì ok, nhưng mà dùng hai màn hình như này cùng với cả cái kệ ở dưới này thì có vẻ nó hơi chật. Vừa để màn hình này, vừa để loa này, các thứ đây. Đấy, thì có vẻ là không gian nó hơi ít. Đó, như anh em thấy thì không đủ chỗ để chúng ta để máy in lên nữa. Là anh em có thể đi gọn dây gắn trực tiếp vào bàn luôn, nhìn nó trống và nó gọn, nó đẹp. Đấy, thì mẫu bàn này giá của nó hơi chát và con bàn này hai chân. Còn trong video này mình sẽ giới thiệu đến anh em mẫu bàn vừa to hơn con này và vừa lại bốn chân. Đấy, thực ra thì anh em có thể mua riêng cái khung chân, sau đấy thì chúng ta sẽ thay đổi kích thước mặt bàn tùy ý. Vâng, và đây mình muốn giới thiệu tới anh em đó là chiếc bàn nâng hạ iCockpit. Tùy theo kích thước của mặt bàn sẽ có giá cao hơn hoặc là thấp hơn. Thì mình chọn là to nhất là 1m8 x 80, có 3 size cho anh em: 1m4 x 70, 1m6 x 75 và 1m8 x 80. Không gian cực kỳ là thoải mái luôn nha anh em. Khác biệt bàn này so với bàn mình đang dùng, nó là nó có 4 chân thì đảm bảo chắc chắn không bao giờ bị rung lắc khi chúng ta đứng hay là ngồi làm việc. Đây là mẫu bàn nâng hạ 4 chân đầu tiên trên thị trường, và đặc biệt là nó có hai motor, tải trọng lên tới 150 cân. Bình thường mẫu cũ là chỉ một motor thôi. Vì size này to nên có thể làm bàn ăn, cũng có thể làm được bàn họp, sử dụng cho nhiều người. Đặc biệt là cái mặt bàn đi kèm thì có sẵn cái lỗ rồi, anh em chỉ việc bắt vít vào thôi, rất là tiện. Và lắp ghép thì cực kỳ nhanh và đơn giản. Độ ồn của bàn này chỉ khoảng 50 dB thôi, khá là nhỏ khi chúng ta nâng hạ. Mặt bàn thì gồm hai mảnh ghép vào nhau nhá, và kèm theo đấy là được tặng kèm kệ ly với cả giá treo tai nghe. Mình để về một phía như này cho nó gọn, anh em có thể để sang phía bên cạnh đối diện. Đấy, giá thì rẻ hơn khoảng 50% so với cái bàn mình đang dùng, và lại vừa chắc chắn này, vừa rộng rãi này. Có ưu điểm nhưng mà cũng sẽ có nhược điểm nha anh em, đó là cái tốc độ nâng hạ của nó khá là chậm, bằng 1/2 cái bàn mình đang dùng. Bàn mình đang dùng thì có 3 chế độ nhớ, thì bàn này chỉ có 2 chế độ nhớ thôi. Nhưng mà sau một thời gian dùng thì mình nghĩ là 2 chế độ là quá đủ, chỉ cần lưu vị trí đứng và vị trí ngồi thôi. Mình cũng không dùng đến vị trí thứ ba làm gì cả. Cùng lắm là vị trí thứ ba để cho ai mà sử dụng chung bàn với mình ấy thì sẽ sử dụng cái vị trí này. Anh có thể thấy bảng điều khiển này thì cái bảng này không có màn hình nhá. Chỉ có đơn giản những cái nút này thôi, đây là nút reset này. Cài đặt vị trí mà anh em không ưng thì em có thể reset như này. Đó, lên xuống. Giữ chặt khoảng 5 giây thì nó sẽ lên xuống liên tục đó. Và sau khi ưng vị trí nào thì chúng ta sẽ giữ chặt nút để set up hai vị trí ngồi và đứng. Trong tờ hướng dẫn cũng hướng dẫn rất là chi tiết cách sử dụng rồi, đơn giản thôi anh em.
Vâng, phải nói cái bàn nâng hạng 1m8 x 80 này quá rộng đi anh em. Thực sự là quá là rộng, nếu anh em chỉ kê một cái laptop này, chỉ làm việc với một chiếc laptop đó, 13 inch như này, và chúng ta để một chậu cây hay là tai nghe hay là cốc nước, quá là thừa không gian luôn để làm việc anh em. Hoặc chúng ta có thể thiết kế một góc live stream hoặc là review sản phẩm như thế này. Rồi ok, như vậy là mình đã set up làm việc khá là đơn giản nhưng mà vẫn đầy đủ công năng nha anh em. Bàn phím chuột, tai nghe, cốc nước, chậu cây, các thứ đó. Mà anh em thấy vẫn rộng bát ngát luôn nhá. Cảm giác rộng rãi thì làm việc sẽ năng suất hiệu quả hơn. Có một cái điểm mình không thích ở cái bàn nâng hạ cũ đang dùng, đó là cái mặt bàn này này, nó không bo cong các góc cạnh nên rất là nguy hiểm các bé nhá. Còn đây cái mặt bàn này thì anh em thấy không, bo tròn góc cạnh này, thì khi chúng ta di chuyển đi ra đi vào ấy thì nó hạn chế bị chạm vào hông, hạn chế đau, đặc biệt là nó sẽ an toàn hơn cho các bé. Một cái chi tiết khá là nhỏ thôi nhưng mà theo mình nghĩ cũng quan trọng đấy. Rồi anh em thấy sao về mẫu bàn nâng hạ mới này? Thứ nhất là giá thành rẻ này, thứ hai là nó chắc chắn này, thứ ba là có hai motor càng tăng thêm độ chắc chắn khi chúng ta di chuyển này, nâng hạ này, thứ tư là mặt bàn rộng rãi, thoải mái kê đồ vật này, đó là những cái ưu điểm. Bạn nào quan tâm sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhé. Như vậy video này mình đã giới thiệu nhanh mẫu bàn nâng hạ ngon bổ rẻ cho anh em. Anh cảm thấy video hay thú vị, đăng ký kênh để xem những sản phẩm hay ho khác trên kênh của mình. Cảm ơn video này, bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những buổi video review sản phẩm tiếp theo. Ngon anh em ạ. Bây giờ khá là đau đầu ấy, bàn ngon như này dùng để làm một bàn làm việc mới này, hay là sẽ thay cho cái bàn mình đang pha cà phê này, hay là đổi cái bàn làm việc, bây giờ nhiều đồ nên hơi chật chội anh em ạ. Hoặc là làm cái bàn chơi game nhỉ. Khu vực này mình vẫn chưa ưng mắt lắm, theo anh em sử dụng mục đích nào cho hợp lý.